昆仑有鸟曰青鸾兮，引朝露而夕清风。其翼之轻如小天兮，目曙日而炫光。其音之伟如天籁兮，非为晴而不明。阅万山与千海兮，觅佳偶之与共。星汉迢迢逐月色，消始弄玉鸣凤歌。而今相思成相悦，应是青鸾结与合。Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Ngày hôm nay anh chị em cùng với Yun quay trở lại với Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile phiên bản Trung Quốc ha. Và như mỗi khi á, thì Yun sẽ spoil các cập nhật bên server Trung Quốc ha. Nhưng mà nội dung của clip ngày hôm nay á, chỉ review ngoại trang thôi, không có spoil gì hết trơn á, tại vì chưa có cập nhật mới gì hết, lấy cái gì mà spoil. Thì bây giờ Yun sẽ nhắc lại một lần nữa thì nội dung clip này chỉ review về ngoại trang thôi, chứ không có đề cập về cập nhật tính năng hay là hoạt động nào mới hết trơn á. Ha, nói gì mà vẫn có người vô nói clip này xàm nha. Hay xàm đối với một số anh em chứ, người ta là tín đồ thời trang, nhất là những cái chị em bạn gì á, họ mà luôn sống ngoại trang á, thì họ đợi biết bữa giờ biết bao nhiêu lâu ha. Thì theo đánh giá, theo cảm nhận cá nhân của Jun, nó thì cái bộ ngoại trang này nó khá là đẹp nha. Thì nếu mà về Việt Nam mà có phiếu giảm giá thì Jun sẽ sắm một bộ ha. Rồi, vậy bây giờ sẽ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, Jun sẽ bắt đầu review nha. Rồi thì nếu mà review ngoại trang thì chúng ta nên quay trở về Tương Dương. Tại vì ở Tương Dương có bốn chị em bạn gì luôn nhảy múa suốt ngày đêm, mỗi người một kiểu hình nhân vật ha. Rồi thì ai cũng biết hết trơn rồi, mỗi lần có phiên bản mới, có ngoại trang mới thì chị em bạn gì này sẽ thay cái bộ đồ đó để mọi người tới vô xem thử coi nó có đẹp không rồi mình mới mua đó. Do là con ngựa tôi là cái con ngựa mặc định mới vô, nó cho con ngựa nó hơi cùi chút xíu ha, nó chạy hơi chậm nha. Rồi thì vô tới đây rồi thì để cái góc nhìn đi cho dễ nhìn ha. Rồi bốn chị em bằng gì của tôi ở đây ha, nếu mà ai chơi game này cũng biết bốn chị em bằng gì này nó sẽ gọi là muốn ngày đêm. Bây giờ gác bốn chị em bằng gì qua một bên trước đi, bây giờ sẽ đi vô nói về cái ngoại trang này ha. Rồi thì cái bộ ngoại trang này nó bán một lần nguyên một cái gương ha, 5980 ngân sức, thì 20 ngân sức nữa là đủ 6000 đi. 6000 thì 2000 ngân sức là được quy đổi là 500.000 Việt Nam. Nếu mà 6000 thì tắt tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu thì cái giá này nó hơi cao. 1,5 triệu là trời ơi, nửa tháng lương của tôi. Cái đó là đùa thôi, tại vì nếu một số 1,5 triệu đối với một cái
một cái số tiền 1 triệu rưỡi này đối với một số người nếu mà nạp vô để mua quần ngoại trang thì nó hơi bị phí ha. Thì nếu mà có phiếu giảm giá ngoại trang thì nó sẽ rẻ hơn chút xíu ha. Nếu mà có phiếu giảm giá hình như là 5.980, chúng ta sẽ chia đôi ra là 2.990 ngân sức thì cho 3.000 đi, cho 3.000. Nếu mà 750 thì nó cũng gọi là bấm bụng cũng được ha. Nhìn nếu mà chị bạn dạng gì mình đang mê ngoài thời trang thiệt á thì cũng tầm một cái áo hay là một cái váy ở ngoài ngoài đời của họ thôi, thì 750 này tầm nhịn vài ly trà sữa là có à ha. Rồi thì bây giờ thanh loan giải ngữ hào hoa bảo sương. Thanh là màu xanh lá ha, loan là cái con chim loan. Thì con chim loan nếu mà anh em nào chưa biết thì có thể lên Google gõ search thử thì mình sẽ biết con chim loan, hoặc là lát hồi mình xem clip mình sẽ thấy hình ảnh của con cái bề ngoài của con chim loan thì nó làm sao. Rồi giải này giống như là một cái, nói sao để dễ hiểu ta, giống như là giải độc này nọ, hay là chúng độc, giải độc mình dùng cái chữ chữ từ này ha. Còn ngữ đây là giống như là tiếng nói này nọ, này nọ giống như là hoa ngữ này nọ, coi phim hoa ngữ này nọ á, là giống như một cái dạng mà gọi là ngôn ngữ này nọ ha, tiếng nói gọi là ha, giải ngữ là chữ ngữ này ha. Còn hào hoa bảo sương thì anh em nên hiểu một lần 4 chữ này luôn, thì mình gộp lại á, là cái gương ngoại trang thôi. Tại vì khi mà về Việt Nam thì lúc nào nó cũng ghi cỡ nào nó cũng ghi là thanh loan giải ngữ gương ngoại trang. Thì bình thường là tiếng tiếng Hoa nó sẽ ngược lại tiếng Việt, thì nó sẽ ghi là gương ngoại trang thanh loan giải ngữ ha. Thì 4 cái chữ này khỏi dịch luôn đi ha. Rồi thì bây giờ sẽ có 4 kiểu hình nhân vật đúng không? Bây giờ Jun sẽ mặc vô, người mặc thử này, mặc thử nếu mà để môn phái Long Tước này á thì bị che hết trơn rồi. Thì bây giờ Jun tắt con heo vô, con heo nó che gần hết trơn rồi, tắt cái ngoại trang này vô ha. Rồi bấm vô lại. Thì để kiểu hình này thì chúng ta nên để nữ tiêu chuẩn, chúng ta nên để rõ đen thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn ha. Rồi thì cái bộ ngoại trang này như anh em cũng nhìn thấy ha, nó có cái tên của nó là cái bộ là có chữ thanh, cho nên là nó có cái màu xanh này ha, màu xanh của cây cỏ này họ. Loan thì nó có là bây giờ cái bộ ngoại trang này nó lấy chủ đạo là màu xanh, xanh trắng nha, cho nên là ở có một phần màu xanh này, thì áo cũng có chuyển ngã màu qua màu trắng ha. Rồi thì tóc này là tóc màu trắng luôn, tóc này là cột hơi bị thấp nha, cột thấp dưới đây thôi, thì nó cũng một dạng thắt bính, mà thắt bính thì nó chắc xịt keo cũng tốn tiền dữ lắm rồi nha ha. Thì cái bộ này ngoại trang ha, do là cái nó cover nó giống như nó làm lại theo cái kiểu mà có con chim, của con chim loan, cho nên là cái vải này nó giống hình cái cánh ha, cái cánh này cánh chuồn chuồn với cánh chim gì trời. Rồi bây giờ nếu mà đã review nữ, bây giờ chúng ta sẽ qua nữ nữ loli. Nữ loli thấy không, anh em có nhìn thấy rõ không? Để qua nữ loli khác coi. Nữ loli đường môn đi. Nữ loli đường môn nhìn thấy rõ hơn á. Rồi thì cái bộ nữ á, thì nhìn nó cũng hơi Sakura chút xíu ha, Sakura thú nhà bông á, mấy mấy cái thủ lĩnh cho lá bài nó cũng từ từ vậy ha. Thì cái bộ ngoại trang này á, cái đầm không biết nói sao luôn, thì cũng có màu xanh chuyển ngã màu qua màu trắng ha. Thì tóc này cũng là màu trắng chủ đạo luôn, thì cũng gắn hoa lá cỏ cành lên trên tóc này nọ. Còn cái cánh, cái tà áo thì bây giờ nó sẽ không lấy cái cánh nữa, mà cái cánh chuồn chuồn này nó nhiều hơn ha. Cái cánh chuồn chuồn này nó ở khắp ở trên cái tay áo rồi, còn cái cánh mà gọi là nguyên cái tà áo bự bự dài dài đó đó thì nó để hình một cái cọng lá luôn, một cái cành cây cong ra ha. Rồi cái này là nữ loli. Bây giờ sẽ qua tới nam bự con ha. Rồi năm bự con thì lễ ông chỗ này bự con quá, lấy cái bang đi, kiểu hình cái bang đi ha. Cái bang nam đi đó, cái bang của này vỏ đen, nhầm nhầm nhầm. Cái bang đâu, thiếu lâm bị thiếu lâm cũng được. Thiếu lâm cầm cái trượng dài quá không anh em không thấy đâu. Rồi cái bang nam đi, rồi cái bang nè ha. Rồi thì cái bang thì nó cũng như vậy luôn, nhưng mà cái phần màu xanh của ông cái bang này nó hơi nhiều chút xíu ha. Lý do là tại vì nam nó phải cho dù là ngoại trang đi nữa thì bên nam nó vẫn phải có một cái gì đó mạnh mẽ của nam khôi ngô đúng không, của nam bự con đúng không. Rồi ok thì nam tiêu chuẩn này, nhà nam nam bự con nhầm nhầm hả, thì anh ấy cũng thấy có một phần màu xanh nhiều hơn để thể hiện cái nam tính hơn hả, chứ trắng quá nhìn nó hơi bính bèo. Rồi thì cái tóc này cũng là màu trắng ha, do là nam cho nên không gắn gì trên đầu được hết trơn, nữ còn gắn được tùm lum la, cột lên cột xuống được, hồi nam chỉ việc như đây thôi. Thì ảnh có để một cái điểm nhấn trên mặt ảnh nè, cái đầu anh là điểm nhấn ha, cái đầu anh có một cái điểm nhấn là cái tà tóc thì rủ rủ xuống ha. Rồi thì cái cánh phía sau nó cũng không có gì gọi là mong mày à, cái này nó thể hiện được cái tính nam tính của cái nhân vật nam tiêu nam bự con chút xíu ha. Rồi thì qua tới nam nam tiêu chuẩn thì chắc nó hơi màu mè chút xíu đó,
một cái này cùng luôn hả? Rồi võ đan à, võ đan nam gì, võ đan nam ha. Rồi thì cái bộ của nam tiêu chuẩn á, thì nó hơi màu mè chút xíu ha, như nãy tôi nói á, là để thể hiện cái sự nam tính thì chúng ta nên để màu xanh nhiều chút xíu không, không ông nam tiêu chuẩn này quất màu trắng bóc hết trơn luôn hả, trắng đầu tới cuối luôn, chỉ có phía trước là nó hơi xanh xanh ở trong để chút ra chút xíu thôi. Rồi thì cái tóc của nam không biết nó gắn gì trên đầu, nó nhìn không có ra, anh em nhìn ra không, hình như là hình ảnh của cái con chim loan ấy, thì cứ cũng búi cái tóc lên hình cọng nấm rồi ha. Ha, cái cục cọc tóc gà xa xa, hình như cái kiểu hình của nam tiêu chuẩn này nó trong cái game này nó làm hơi cái kiểu mà hơi gọi là bánh bèo chút xíu ha. Nhìn nó giống như là nó hơi hơi đang Mỹ, nó hơi đang Mỹ. Rồi cái tà áo mà trắng bóc chân luôn, thì tà cái nhấn điểm, cái điểm nhấn của cái ngoại trang này á, cái tà áo chỉ ở bên nữ thôi, còn bên nam thì nó không có nhấn nhiều ha, còn cái của bên nam thì nó sẽ nhấn vô những cái khác, thì đó rồi để dung vô review những cái kia anh em sẽ hiểu ha. Còn bây giờ là coi cái hình đi, coi biến hình này nọ đi. Nếu mà coi biến hình như vậy á, thì mình sẽ coi ở đây thì clip trước mình làm về cái hồng tụ, cái ngoại trang gì tôi mất quên mất tiêu rồi, hồng tụ thím hương á, thì có anh em nói đó là không có thấy. Coi cái này giống như là coi nhiều cái khía cạnh cho nên là không nhìn thấy rõ ràng mấy, cho nên là bây giờ Win sẽ review theo kiểu khác ha. Thì anh em cứ coi ha, thì khi mà nó sẽ có, khi mà cái động tác nhảy này đó ở dưới chân, à quên, chúng ta sẽ coi cái bộ ngoại trang này nó bao gồm những gì ha. Nó sẽ bao gồm cái thanh loan giải ngữ, một cái ngoại trang áo mà có hiệu ứng đặc biệt là thanh loan giải ngữ luôn nha. Rồi một cái ngoại trang nón ha, thì cũng không có hiệu ứng nhưng mà cái cũng trùng cùng chủ đề này luôn, là ngoại trang thanh loan giải ngữ luôn ha, cùng với cái danh hiệu thanh loan giải ngữ 30 ngày với lại 10 viên thuốc nhuộm đợt này nó quay trở lại, thuốc nhuộm đợt này quay trở lại, còn còn mấy cái đợt trước không có quay trở lại, là không có cái đợt mà của hồng tụ thím hương á, thì nó không có cái thuốc nhuộm ha, thì được cái 10 10 10 cái thuốc nhuộm này nó cũng đỡ cho một lần nhuộm một viên thuốc nhuộm cũng khá là đáng đồng tiền đó Rồi thì bây giờ phải đạt kiếm hiệp 10 trở lên chúng ta mới có thể tặng cho người chơi khác nha. Ok rồi, thì anh cũng nhìn thấy khi mà cái bộ động tác của cái bộ ngoại trang này ở dưới này, khi mà múa nó sẽ nở hoa nở cọ dưới chân đồ ha, thì bay bay múa múa thì đó hồi khi cuối cùng mà sẽ chúng ta sẽ biến thành con chim bay một vòng rồi quay trở lại ha. Rồi thì bây giờ anh em nói là sẽ coi không có rõ cho nên là mình sẽ mở một cái mình mở một cái bài viết ở bên server chu ở bên trang chủ của bên Trung Quốc ha, chúng ta sẽ mở cái trang đó cho anh em xem. Rồi tạm thời là tắt nóc đi ha, mở cái này ra thì để xa xa chút xíu. Rồi thì cái hình ảnh này, cái hình ảnh nhìn rõ ràng nhất của để vậy đi ha, chắc không đến nỗi to đâu. Để vậy đi, rõ là anh em nhìn thấy rõ toàn diện hết trơn ha. Rồi cái bộ nữ này, nữ tiêu chuẩn ha, thì màu trắng nhiều ở đây nọ. Còn cái nữ loli thì nó không có cầm vũ khí cho nên là nó xòe hai tay ra, mình cũng nhìn thấy nó hơi bầu bầu bí bí ha, giống như cái này cái hình bông hoa mà gọi là úp ngược lại, cái hình cái nụ hoa úp ngược lại gì đó. Còn cái này là nữ nam tiêu chuẩn nè. Nam tiêu chuẩn thì lúc mà trong cái hình ảnh thiết kế á, thì nó còn gọi là đang Mỹ hơn nữa. Còn cái này là nam nam tiêu nam 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 bự con nè, nam bự con nhìn vô thì cái này là hình thiết kế thôi cho nên là cái hình trong kia nó sẽ mạnh mẽ chút xíu ha. Cái mặt này nó hai đứa này nó tự tự nha, không có phân biệt được luôn, còn trong kia thì nó góc cạnh hơn. Rồi thì cái chủ đề của bộ ngoại trang này ha, rồi xuống tới đây thì cũng mà bán với đa giá như nãy giờ Dung cũng nói hết trơn ha. Rồi cái này là cái hoạt động bên server của họ thôi, mấy cái động tác này nọ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái điểm nhấn trước đi, nói về cái điểm nhấn của bộ ngoại trang trước đi, rồi chúng ta sẽ review cái động tác nó sau. Rồi thì như nãy Jun có nói ha, cái bộ nam khôi ngô á, cái điểm nhấn này có ba cái điểm nhấn ha, là cái lá chuối lá dừa gì ở cái tà cái tay áo này bên, thì trong cái game kiếm hiệp này nó cái tà áo chỉ có một bên dài một bên không có tà áo nhiều, anh em để ý thì có những nhiều bộ ngoại trang môn phái nó như vậy á. Thì có cái lá chuối quấn ở bên một tên bên tà áo, bên đây không có quấn gì hết trơn. Rồi thì ở dưới đây thì nó có cái ở dưới cái áo này có cái ngọc bội này ha, gọi là điểm nhấn ha. Rồi ở dưới cái cánh ở dưới cái tà áo có kem cái không biết gọi là cái búp ha. Rồi ok, thì nhấn này là nhấn của nam tiêu chuẩn, nam nam bự con. Rồi còn qua tới nữ nha, qua tới nữ thì hồi nãy hình như là
Nhớ nãy là có cái cọng này đâu, bây giờ có cái cọng này hơi kỳ kỳ nha. Cái này tại là hình ảnh thiết kế thôi cho nên là chắc nó khác ha. Rồi thì điểm nhấn của bộ quần áo này cũng có ba cái luôn. Một cái là nhấn ở cái bông trên đầu, cái bông trên đầu này ha. Cái thứ hai là cái nhấn ở ngay một cái hoa ở trước ngực, một cái bông hoa trước ngực nó sẽ cong xuống ha. Rồi nhấn thêm một cái là cái bông hoa ở bên ở trên cái tà áo này nọ ha, ba điểm nhấn. Rồi chúng ta sẽ coi tới nữ lô ly để coi nhấn ở đâu. Cũng nhấn luôn, nhấn cái hoa trước ngực mà cài cài cái ngay chính diện luôn nha, cài ngay tâm luôn nha, chứ không có cài xéo vào một bên tim giống bên nữ tiêu chuẩn ha. Rồi thì cái điểm nhấn nó cũng ở trên đầu như nãy Dung nói ha, trên đầu họ gắn thêm hoa lá cỏ cành này nọ ha. Thì cái tà áo như nãy có Dung đúng nói rồi thì nhưng mà Dung nghĩ là cái điểm nhấn này là mấy cái bốn cái cánh này hãy nhấn nhiều hơn, chứ cái cành hoa này đâu có nhấn gì đâu ha. Rồi qua tới nữ, nam 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 tiêu chuẩn nè. Nam tiêu chuẩn thì biết ngay là nó sẽ nhấn ngay cái đầu, nhấn ngay đầu có hình hai con chim nè, con này hình như con chim loài ở đây nè ha. Rồi thì trước ngực ngay giữa ngực có gắn cái ngọc bội thường thường người ta đeo thấp xuống đúng không, ông này để ngay giữa luôn, để ngay đây luôn. Còn cái tà áo bên đây thì nó hai tà giống nhau luôn chứ nó không có nhấn một bên như là nữ nam 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 bự con ha. Rồi rồi chúng ta sẽ coi từng hiệu ứng của bốn kiểu hình. Rồi đầu tiên là nữ loli cái đi ha. Rồi thì nữ loli anh em cũng nhìn thấy như nãy giờ đưa nó ha, cái đặt cái chung của cái bộ ngoại trang này á, là dưới chân chúng ta sẽ gọi là nở hoa nở cỏ ha. Rồi con chim loan này đó, con chim loan này anh em cũng nhìn thấy nó giống con chim phượng hoàng hơn, thì con loan là con phượng đó. Đó con phượng hoàng nó bay một vòng ha, xong nó quay chỉ là nó biến lại thành con nhân vật của mình đó, bay lên. Nói chung nó không sẽ không bay theo vòng tròn, nó bay theo hình số 8 gì, hình số gì tôi cũng biết là bay rồi xong rồi ha. Rồi thì cái này là nữ nữ tiêu chuẩn nè. Thì nữ nữ tôi nữ nữ tiêu chuẩn nó sẽ quay một vòng xong rồi nó cũng bay bay không biết theo hình gì đó, nó cũng quay một vòng vậy nè. Thì cái hình này là hình GIF ha, cho nên là nó sẽ gọi là lặp đi lặp lại chứ nó không có sao ta, nó không có liền mạch ha. Rồi rồi thì qua tới này là năm năm tiêu chuẩn nè, ok chưa. Nam thì hình như nam nó hơi màu mè hơn nữ á, có không thấy, tôi thấy con chim nam này nó bay nhìn màu mè hơn đúng không. Con chim nữ người ta bay ít ra là người ta có gọi là có quỹ đạo chút xíu, còn chim nam bay nè búa xuông màn hình hết trơn ha. Thế đây cũng thấy đó là cái động tác mà gọi là múa của nhân vật nó ít lắm, cái động tác bay của chủ yếu của con chim là nhiều, anh em cũng thấy không á, múa một hai vòng múa chút xíu rồi giống như là vươn da chút xíu rồi cái bay thành chim biến 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 rồi bay xuống đó, nổ cái đồng biến thành con người lại gì thôi à. Cái này là nam tiêu nam tiêu nam bự con nè ha. Rồi thì nam bự con này thì nó bay cái kiểu bay cũng giống ông nam tiêu chuẩn ha. Thì nam nam bự con mà nói chung cơ bắp nhiều mà múa không được dẻo đâu ha, thì múa hơi bị thô chút xíu ha, nhưng mà bay bay rất ok, bay đẹp hơn bà hai bà kia luôn á ha. Bây giờ review xong rồi đó, ok xong. Thì cái điểm nhấn hay cái bộ ngoại trang này thì review xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại ở Tương Dương ở coi nhà cái bộ ngoại coi qua bên đây ha. Rồi thì có một lần bốn người thì nó hơi khó coi ta. Đó, nếu mà coi kỹ hơn cái động tác của nó cũng một vòng ấy, thì nói chung là chúng ta sẽ xoay một vòng bắn hoa cỏ ra xong rồi biến thành con chim bay xong rồi biến có cầu vòng, khi mà lúc mà biến thành chuẩn bị biến thành người có cầu vòng này nọ ha. Rồi thì nội dung chính của cái này là Jun đã review xong về cái bộ ngoại trang Thanh Loan Giải Ngữ này rồi. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hay thì nhớ cho subscribe ủng hộ kênh của Jun ha, cũng như là ủng hộ ekip của Jun. Thì nếu mà bạn xem tới đây thì giữa bạn và Jun có duyên với nhau rồi, nhưng mà biết đâu chị bạn gì của bạn cũng cần cái thông tin này, cũng muốn coi coi trước cái bộ ngoại trang này nhưng mà họ không có duyên với Jun, thì nhờ bạn là người chia sẻ xây duyên với Jun ha. Khi bạn bấm subscribe nhớ bấm cái chuông bên phải luôn ha, khi mà Jun có những clip công chiếu hoặc là livestream á mình cũng vô uống trà luận anh hùng cho nó vui. Rồi thì clip review của Jun đến đây là kết thúc rồi. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em, mình là Jun đến từ kênh Jun Liêu. Cảm ơn chị em đã bỏ thời gian quý báu ra theo dõi clip review này của Jun.